Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xóm anime. Ba hàng xóm bị đau lưng nên nhờ mẹ Misae mua cao dán giúp, nhưng mẹ lại chẳng biết mua loại nào, rốt cuộc có mua được không đây? Thế thằng con lười đánh răng nên bố Hiroshi quyết định trổ tài làm bartender, pha chế các loại kem để tăng thêm sự hứng thú cho cu cậu. Ngoài ra, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá nguồn gốc của YouTuber Bekasukako nữa đấy, để xem cuối cùng danh tính của cô ấy là ai. Sẵn sàng chưa? Cùng bắt đầu ngay thôi nào! Tập phim Mua thuốc giúp bác hàng xóm. Lại một ngày bình thường như mọi ngày, mẹ đang nói chuyện với bác Kitamoto thì đột nhiên chứng đau lưng của bác lại tái phát. Mới lúc nãy thôi, bác cúi xuống nhặt cái điều khiển mà cái lưng hành bác ấy đang muốn chết đi sống lại. Thấy mẹ đang chuẩn bị đi siêu thị, bác Kitamoto vội nói mình đang tính mua miếng dán lưng nhưng tình hình này có vẻ là không đi được. Nghe vậy, quái vật bụng ba ngấn ngỏ ý mua giúp bác, song bác ấy vẫn khách sáo nói không cần. Ấy thế khi mẹ vừa đi được vài bước thì bác Kitamoto lại á lên một tiếng. Này rõ ràng là muốn nhờ nhưng còn ngại mà. Mẹ cũng hiểu ý nên bảo bác cứ để mình mua cho. Hiệu thuốc và siêu thị ở ngay cạnh nhau nên mẹ tính sẽ mua thuốc trước cho bác hàng xóm. Đúng lúc đó, nhân viên siêu thị thông báo có đợt giảm giá thịt, thế là mẹ lập tức quay xe vào mua đồ trước. Một lúc sau, mẹ đã mua được hai túi đồ to đùng và vui vẻ đi về. Đi được một đoạn, mẹ mới sực nhớ ra là vẫn chưa mua thuốc hộ bác Kitamoto. Vậy là ba mẹ con lại phải lật đật quay lại. Nhưng mà ở đây lại có tỷ loại cao dán khác nhau, biết chọn cái nào bây giờ? Bây giờ mẹ mới thấy hối hận vì đã mua đồ trước thay vì mua thuốc. Quá bối rối, mẹ hỏi thử thằng con xem có nhớ bác hàng xóm nhờ mua loại nào hay không. Xin liền chỉ vào loại cao dán trước mặt, dù có hơi hoài nghi nhưng bằng một năng lực thần kỳ nào đó, mẹ vẫn quyết định tin siêu quậy vì mẹ cho rằng trí nhớ của đứa trẻ 5 tuổi sẽ tốt hơn mình. Sau khi thanh toán, chị nhân viên tặng cho cu cậu một quả bóng bay như một món quà khuyến mãi. Ít phút sau, mẹ nhận được tin nhắn của bác hàng xóm. Lúc này mẹ mới phát hiện ra mình mua nhầm loại. Mẹ vội bảo xin mang quay lại trả. Thế con quả bóng bay này thì tính sao ạ? Thì tất nhiên cũng phải trả rồi, vì chỉ ai mua mới được nhận nó thôi mà. Cuối cùng mẹ cũng nhận ra, ông báo con này chỉ mẹ mua loại cao dán kia, thực chất là vì nó được tặng kèm bóng bay, chứ cu cậu chẳng nhớ gì sất. Bỗng nhiên, một con quạ từ đâu bay tới thao quả bóng bay đi. Chuyển cảnh đến hiệu thuốc kia, chị nhân viên cho biết cửa hàng không còn loại cao Koji mà bác Kitamoto muốn mua. Cũng may là ở đây chấp nhận đuổi trả hàng, con quả bóng bay kia chỉ là dịch vụ thu hút khách hàng thôi, mất cũng không sao cả. Ba mẹ con lại đi đến hiệu thuốc bên cạnh nhà ga. Cơ mà riêng cái hãng Koji kia thôi cũng đã có cả đống phân cấp khác nhau. Nào là loại bình thường, loại cao cấp rồi siêu cao cấp. Mẹ bèn nhắn tin hỏi lại bác hàng xóm. Một lúc sau, bác vẫn chưa trả lời, còn cái vai của mẹ thì sắp không ổn rồi. Xin gợi ý mẹ cứ mua loại cao cấp cho chắc ăn. Đến khi thanh toán, mẹ lại nhớ ra để quên thẻ tích điểm ở hiệu thuốc lúc nãy. Quái vật bụng ba ngấn tức tốc quay lại đó, nhưng ở đây đã đóng cửa mất rồi. Khi này, bác Kitamoto lại nhắn tin tới. Bác nói tìm thấy ở nhà còn nhiều cao dán nên bảo mẹ không cần mua nữa. Thôi thế cũng tốt, ít ra là mẹ vẫn chưa mua cao dán ở hiệu thuốc kia. Quả bóng lúc nãy của siêu quậy bị con quạ tha đi kìa, nó đang vướng trên cây. Chiều con trai, mẹ bèn dùng hết sức bình sinh để nhảy lên lấy nó xuống. Ai mà có rẻ, nhảy sung quá, nên người mẹ tội nghiệp bị trật chân đau điếng. Kết quả là mẹ phải sang nhà bác hàng xóm xin ít cao dán về để giải quyết cái chân đau. Tập phim VTuber bị ném đá. Nối tiếp câu chuyện Kasukabe hóa của VTuber Bekasukako ở tập trước, những video xàm xí của cô đã bắt đầu lan tỏa chóng mặt, đến người bận trăm công nghìn việc như bố cũng phải lướt lại hết các video của cô để xem. Cứ nghĩ về cô ấy, bố lại cảm nhận được khá nhiều năng lượng tích cực. Ở trường mẫu giáo, cô Matsuzaka cũng bàn tán với cô Yoshinaga về cái kế hoạch Kasukabe hóa và cho rằng nó là điều không thể. Bỗng nhiên, Shin xuất hiện và cắt ngang. Vậy với việc tán một anh đẹp trai giàu có thì cô thấy việc nào không thể hơn? Cô giáo vội bao biện rằng việc tán tỉnh của cô không phải là không thể mà là có tiềm năng để phát triển. Chuyển cảnh đến công viên, các bạn tiếp tục nói về Bekasukako. Hiện cô ấy đã trở thành một hiện tượng rồi. Nhờ đó, hình ảnh của Kasukabe cũng được lan rộng hơn. Khi này, có một người đàn ông lạ mặt nhìn đám trẻ rồi cười ẩn ý. Video trực tiếp mới nhất của Bekasukako cũng đã được phát sóng. Lần này cô ấy xếp hạng những món gà nướng mà mình thích nhất. Sau đó, cô chào mọi người rồi vào trong cánh gà. Thế nhưng máy quay vẫn chưa kịp tắt thì cô đã nói: "Nhưng nơi mà có món gà nướng ngon hơn hẳn Kasukabe, quả nhiên là thành phố Fukuoka nhỉ." Câu nói đó đã được phát trực tiếp, khiến mọi người nghe xong đều cảm thấy sốc. Sau đó, trên mạng xuất hiện hàng ngàn bình luận ném đá Bekasukako. Hầu hết mọi người đều có cảm giác như bị phản bội vậy. Đúng lúc này, cái lồng gần đó lại phát lên một ánh sáng lạ. Và cô bé fan cứng bí ẩn tên Haru lại có mặt. Cô nhắc bảo đội phòng vệ mau họp khẩn cấp để tìm cách giải quyết drama của Bekasukako. Hiện tại, số đồng chí của Bekasukako ngày càng giảm. Cứ đà này thì kế hoạch Kasukabe hóa Nhật Bản sẽ đổ bể mất. Nói rồi, Haru bảo Kazama nêu ý kiến. Cậu bạn cho rằng nên tổ chức họp báo xin lỗi. Suy nghĩ quá tầm thường. Bo thì thấy nên truyền tải cảm xúc của bản thân một cách rõ ràng. Nghe cũng hợp lý đó. Không phải cứ xin lỗi là xong.
cốt lõi là phải để mọi người thấy được sự chân thành của Bekasukako. Nghe vậy, chị Đại bèn bảo Haru đóng giả làm Bekasukako để trả lời câu hỏi phỏng vấn. Rồi những chiếc bích chĩa vào mình, Haru giải thích. Đúng là cô có nói gà nướng của Kasukabe không bằng nơi khác, nhưng như vậy không có nghĩa là cô phản bội Kasukabe. Kazama cảm thấy những lời của Haru về drama vừa qua vô cùng nghiêm túc và chân thật. Nhưng Nene thì cho rằng Haru trả lời quá kém. Thay vì nói cặn kẽ và thật thà quá mức như vậy thì nên nói về việc mình cố gắng như nào và bản thân cũng có thể có lúc phạm sai lầm. Bỗng một em bé gần đó òa khóc lên mãi không chịu nín. Thấy vậy, xin bèn dùng lại điệu múa thể dục Kasukasu của Bekasukako để dỗ em ấy. Nhờ vậy, em bé đã vui vẻ trở lại. Nhìn thấy cảnh này, Haru thầm nhủ, thật vô ích khi cố gắng sửa chữa lỗi lầm mình gây ra. Cô nhóc nói mình sẽ gửi lời khuyên cho Bekasukako qua tin nhắn trực tiếp rồi chạy đi đâu mất. Tối đó, mẹ lướt điện thoại thì thấy Bekasukako đã lên video xin lỗi. Nhìn thấy điệu nhảy thể dục Kasukasu của cô ấy, Hima lập tức nín khóc. Bekasukako nhấn mạnh, Kasukabe sẽ mãi là số 1 trong lòng cô. Tuy nhiên, những nơi khác trên đất nước Nhật Bản cũng có rất nhiều điều thú vị như món gà nướng ở Fukuoka vậy. Tiếp thu mọi thứ ở mọi nơi để phát triển, đó mới chính là Kasukabe. Hôm sau, nhiều bài thể dục lên xu hướng mà số lượng người đăng ký kênh Kasukabe Today đã trở lại như trước. Mọi người rất vui vì Bekasukako đã vượt qua khủng hoảng. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì người đàn ông bí ẩn kia lại nấp nhìn họ từ trên nhà lồng rồi cười vui vẻ. Rồi rốt cuộc ông ta là ai và cả cô bé Haru kia nữa. Tập phim Bố làm bartender kem đánh răng. Đêm đến, Shin đã chăn ấm nệm êm và chuẩn bị đánh một giấc đến sáng thì mẹ đi vào nhắc thằng con phải đánh răng. Để ngày mai con đánh nha mẹ. Mai đánh là tất nhiên rồi, nhưng tối cũng phải vệ sinh răng miệng, nghe chưa? Khi này bố cũng đi làm về và mang theo một túi kem đánh răng được công ty đối tác tặng. Nó có rất nhiều hương vị dành cho trẻ em, phù hợp với nhiều sở thích khác nhau như là sô-cô-la, cam, dâu tây, vân vân và mây mây. Thấy vậy, siêu quậy đổi ý và chọn lấy một tuýp vị dưa lưới để đánh răng. Cứ đà này có lẽ ông cháu sẽ siêng đánh răng mà không cần phải nhắc nữa rồi đây. Nhưng bố mẹ đã nhầm. Tối hôm sau, siêu quậy lại chứng nào tật nấy. Mẹ có hét hết hơi thì cô cậu vẫn trơ cái mặt ra, ngồi xem tivi mà không chịu đi đánh răng. Hỏi ra thì mới biết, ông tướng này đã thử qua hết tất cả các vị nên giờ không còn động lực gì nữa. Nước đi này đúng là bố chưa nghĩ tới. Bây giờ mẹ đi chuẩn bị ít đồ ăn nên dặn bố lựa lời thế nào mà khuyên nhủ ông báo con kia đi. Bố cũng bất lực lắm rồi, đây có phải là thức ăn đâu mà mỗi thứ thử một tí. Chợt bố phát hiện ra dòng ghi chú trên bao bì rằng hãy thoải mái trộn nó với những hương vị khác để tạo nên hương vị của riêng bạn. Đúng lúc đó, TV cũng chiếu cảnh bartender pha chế cocktail nguyên bản dựa trên cảm xúc của khách hàng và đặt tên cho nó là sự trở lại của niềm đam mê tuổi trẻ. Bố liền nghĩ ra một sáng kiến để trị tật lười đánh răng của Shin, đó là pha chế các loại kem đánh răng nguyên bản với nhau, giống như là bartender để tạo ra một hương vị độc nhất. Quả nhiên là siêu quậy lập tức bị cuốn vào cuộc chơi. Bố bèn mix kem vị Việt quất với hương vị Blue Hawaii rồi đưa cho Shin dùng thử. Vậy tên của nó là gì? Thì là trải nghiệm màu xanh. Tên gì nghe mà nhạt nhòa thế? Thôi, cậu nhóc cứ thử cho bố vui vậy. Hôm sau ở công ty, bố hỏi chú Kawaguchi cách bartender pha chế rượu để về nhà thực hành với thằng con. Chú gợi ý cho bố hãy lắng nghe, tức là nghe tâm sự của khách hàng và phục vụ món đồ uống hoàn hảo phù hợp với tâm trạng đó. Trở về nhà, bố bày trí không gian như một quán bar, mặc trang phục giống bartender và hỏi về câu chuyện ngày hôm nay của Shin. Sau khi nghe câu chuyện xà lơ ở trường mẫu giáo của siêu quậy, bố quyết định chọn 3 tuýp kem, vị đào, chanh và nho để pha chế. Ý nghĩa cụ thể như sau. Thời gian với bạn bè sẽ có lúc ngọt ngào như quả đào, song đôi khi nó cũng sẽ chua như chanh. Điều quan trọng là tình bạn vẫn sẽ như chùm nho này, luôn ở bên nhau. Và thế là hương vị kem đánh răng mới, thắm đượm tình bạn đã được ra đời. Bố đặt tên cho nó là sự lấp lánh của tình bạn. Sau đó, bố chiêu đãi thêm cho Shin hương vị mới, hương vani hòa quyện với sô-cô-la mang tên ngựa vằn. Chưa hết, bố còn kết hợp vị sô-cô-la với wasabi và đặt tên nó là khao khát được làm người lớn. Cảm giác khi đánh răng phải nói là vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Tối hôm sau, bố lại bày biện không gian quán bar như thường lệ, nhưng chờ mãi chẳng thấy siêu quậy đâu. Hóa ra, ông cháu đã được mẹ mua cho tuýp kem hiệu Action Carmen nên đã tự giác đánh răng mà không cần dục. Quả nhiên là, hương vị của công lý vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của Shin. Tập phim đóng giả làm VTuber. Đến với tập 3 của series VTuber, vẫn là Bekasukako xuất hiện, thông báo bản thân đã đạt được top 1 bình chọn trên các bảng xếp hạng các VTuber. Như vậy nghĩa là kế hoạch Kasukabe hóa của cô đang dần được lan tỏa rồi. Trong lúc đội phòng vệ đang trầm trồ về thành tích này thì người đàn ông bí ẩn nọ lại xuất hiện và nở một nụ cười ẩn ý. Ngay sau đó, cái lồng gần đó lại sáng bụp lên một cái và Haru lại từ trong đó đi ra. Cô nhóc không giấu nổi niềm vui của mình mà nói. Hiện tại Bekasukako đã đạt top 1 trending. Thế này thì kế hoạch của cô sẽ có thể trở thành hiện thực rồi. BK. BK ư? Đây chẳng phải câu cửa miệng mà Bekasukako thường nói hay sao? Còn Haru thì cũng giật mình che miệng khi nhận ra mình nói hớ.
Thế nhưng cả bọn không để tâm lắm, chỉ đơn giản nghĩ cô bé là fan cứng của BK Sukako nên bắt chước thần tượng thôi. Chị Đại cũng nói bản thân rất muốn làm thử VTuber, song Kazama lại cho rằng việc này trẻ con không làm được đâu. Haru thì không nghĩ như vậy. Ủa, trèo lên đó từ lúc nào vậy cô nương? Cô nhóc nói Kazama chưa làm mà đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc rồi. Đúng là loại người nhát cáy, không dám mạo hiểm. Mạo hiểm như việc xin hôm nay mặc quần xịp lỏng khiến nó sắp tuột ấy hả? Thôi ông khỏi mạo hiểm luôn đi cho khán giả của tôi nhờ. Mỗi lần ông mạo hiểm là kênh của tôi lại có nguy cơ ăn gậy vì vi phạm cộng đồng đấy. Chính vì thế, Nene quyết định tất cả sẽ bắt đầu chơi trò gia đình thực tế ảo. Cụ thể như nào thì chị Đại đã chuẩn bị một quyển kịch bản dày cộp rồi đây. Nhân vật chính là một nội trợ cực kỳ bình thường, nhưng thực chất là một VTuber mới nổi mà không ai biết, đó là Nene. Masao sẽ trong vai đứa con trai vô công rồi nghề, ăn bám bố mẹ. Kazama là một người chồng thờ ơ với gia đình. Bo là quản lý cửa hàng bán thời gian, nhưng thực ra là một VTuber mà chị Đại cực kỳ ngưỡng mộ. Nene và Bo đang che giấu thân phận VTuber của mình, nhưng tình cờ họ đã phát hiện ra bí mật của nhau và mau chóng tiếp cận nhau. Haru sẽ là fan số 1 của chị Đại, còn Siêu Quậy là VTuber đối thủ của Nene. Bối cảnh của phim sẽ là khi thân phận của những VTuber bị người thân thiết phát hiện. Nghĩ thôi mà cũng thấy hồi hộp rồi. Bộ phim kinh phí thấp của Nene xin được phép bắt đầu. Đây là Nene, một VTuber ẩn danh, muốn cho thế giới xem những video mình làm nhưng lại sợ chồng con rẻ biểu. Thấy vậy, Haru khó chịu, nói lũ con trai thật là nhỏ mọn. Ấy, ẩu rồi, chỉ là diễn theo kịch bản thôi mà. Chị Đại đang rất khó chịu khi mấy video xả lơ của Shin cứ lên xu hướng vèo vèo, còn mình thì flop mãi hoàn flop. Nghe thế, bằng tất cả sự chân thành, Haru lập tức khuyên Nene phải cố lên. Haru nói, lúc đầu cũng không có ai xem video của mình, tất nhiên sẽ cảm thấy thiếu tự tin. Haru cũng từng như vậy đó, nhưng tớ vẫn tin vào bản thân và tiếp tục để rồi tìm thấy con đường để thành công. Vì thế nên Nene cũng có tiềm năng để phát triển đó, BK. Nghe những lời đó, Nene cứ thấy bóng dáng của BK Sukako quanh đây. Cô nhóc bèn chạy lại chỗ đám con trai và nói ra suy đoán của mình. Haru chính là BK Sukako. Kazama và Masao lập tức phủ nhận, vì Haru chỉ mới 5 tuổi thôi, nhỏ tuổi thế, làm sao mà làm VTuber được. Vậy thì để chị Đại kiểm tra thử xem nhé. Nene tới chỗ Haru và xin cô nàng hãy làm nhà sản xuất cho mình. Ủa, cái này cũng có trong kịch bản hả? Tất nhiên là không rồi, hãy tự biên tự diễn đi. Không ngoài dự đoán, Haru đã nhanh chóng rơi vào lưới của Nene. Nếu cô bé đúng là BK Sukako thì chắc chắn sẽ chỉ ra những phương pháp để thành công. Muốn nổi tiếng nhanh, Haru khuyên chị Đại phải chọn cộng tác với VTuber nổi tiếng để ké fame của họ. Nhìn cách xử lý thành thục đó, Nene càng chắc chắn Haru chính là BK Sukako. Khi này xin lại trên ngang và chính diễn điệu lắc mông gây sốt của mình. Haru không những không thấy ngại mà còn tham gia cùng cậu nhóc. Đúng là cạn lời, làm được mấy chuyện xấu hổ như này thì sao có thể là BK Sukako được. Tối đó, BK Sukako lại thực hiện động tác chào tạm biệt như mọi ngày, chỉ khác là có thêm điệu lắc mông buri buri nữa. Và khi máy quay được hướng rộng ra, ta thấy Haru đang điều khiển buổi ghi hình cho nhân vật BK Sukako trong một căn phòng tối. Vậy là nghi ngờ của chị Đại đã đúng, Haru chính là BK Sukako. Vậy người đàn ông bí ẩn luôn xuất hiện và nở nụ cười kia là ai? Hãy cùng đón chờ tập sau nhé! Và đó là những câu chuyện thú vị của Shin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi tới tận phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình nha. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Yeah, mata ne!